ông chủ tịch tỉnh ơi, kiểm sát ơi, công an ơi. Ê, các ông có lương tâm không? Cô kêu oan cho ai thế à? Tôi kêu oan cho chồng tôi. Tôi gửi hàng trăm lá đơn rồi, không minh oan được cho chồng tôi. Đời bất công quá cô ơi. Cô cứ bình tĩnh đã. Chồng cô tên là gì ạ? Vương Quang Hữu. Cô cứ đọc ở trên báo sẽ biết tên chồng tôi. Tôi là người chăm con một mình. Anh ấy ra ngoài suốt. Mỗi khi về, chỉ cần nghe thấy con khóc là anh ta liền đánh tôi. Tôi không chịu nổi nên mới làm đơn ra tòa. Lúc đó con tôi về 36 tháng thì tôi được quyền nuôi con. Chứ con tôi gần 4 tuổi thì nhà anh ta lại vín vào cửa, là tôi không đủ điều kiện để chăm sóc con. Vừa rồi lại làm ngã thằng bé nên họ kiện tôi ra tòa, đòi giành lại quyền nuôi con của tôi. Mẹ chồng cũ của cô ta là bà Trang, là chủ của một chuỗi siêu thị điện máy nổi tiếng, mà lại có mỗi một thằng con trai duy nhất. Đương nhiên là muốn giữ thằng bé rồi. Nhà bên đó đợi thằng bé qua 36 tháng mới đưa ra bằng chứng để kiện. Đối đầu với một nhà chồng thế lực như vậy đúng là không dễ. Nhưng hiện tại thì cô ta cũng có thu nhập, cũng có đủ điều kiện để nuôi con. Mà trẻ con ấy tốt nhất là được mẹ chăm sóc. Vụ này tôi cũng đã thấy rất nhiều hội nhóm chia sẻ trên mạng xã hội. Công ty chúng ta sẽ nhận vụ này miễn phí, giao cho cô Phương làm. Em về đây không phải để tranh luận với anh. Mục đích em về đây là để lấy nốt những đồ kỷ niệm. Em đang có việc muốn tìm gặp cô Huyền, bạn của Hà. Chắc anh biết rõ về cô ta chứ? Em làm vậy là có ý gì? Anh đã sai và anh xin lỗi em rồi mà. Tại sao em lại cứ phải tìm hiểu mọi chuyện đến chân tơ kẽ tóc như vậy? Em có hỏi người nọ người kia để cố tìm ra nguyên nhân vì sao mà bị chồng phản bội thì có gì là sai? Nhưng em không tìm gặp cô ta vì chuyện đó. Chẳng ai dại dột đi tự cứu vào vết thương của mình cả. Công ty của em có việc liên quan đến cô ta. Anh cho em số điện thoại và địa chỉ. Đơn khiếu nại án cũ, người nhà phạm nhân kêu oan. Vụ gì đấy? Vụ Vương Quang Hữu, tội danh giết người. Nghe quen thế nhở? À, vụ này 10 năm rồi mà.